Là cây cỏ xước mà có gì. Cỏ xước nó tươi mọc trong vườn thôi. Cái này nè, mình vẽ những cái nhánh lá nè. Đó. Mình cắt đại đi rồi nó lên nữa ha. Dễ lắm. Bài thuốc bằng cây cỏ xung quanh ta. Đó là cái bài thuốc yếu thận, tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu không tự chủ. Vậy thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị cái bài thuốc từ cây cỏ xước nha. Cây cỏ xước này chúng ta bẻ vào thì mình xài một ngày gì đó từ 30 đến 50 gram. Nói chung là khoảng đó, ví dụ như người nào mà cân nhẹ chút thì mình xài 30-40 gram. Người nào mà cân nặng chút 6-70 kg thì chúng ta xài 50 gram. Do đó là cả cây, cả nhánh, cả lá nè, mình xem là khoảng 50 gram. Như thế này nè, mình bẻ vào, mình rửa trước, mình rửa sơ sơ thôi, tại vì nó đâu có dơ đâu. Rửa sơ sơ để ráo, rửa xong, mình để ráo, để ráo xong là chúng ta mới chặt nó ra từng khúc. Để mình bắt chặt. Chỉ này kia mình sao. Mình sao sơ thôi, cho nó héo thôi. Tất cả chúng ta để vào trong cái ấm nha. Đây là sao, mình sao nó héo xong nè quý vị. Ở nhà có cái gì nấu đó. Thường ở nhà nào cũng có cái ấm. Nên nấu bằng ấm thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đổ 3 chén nước. 3 chén đầy nè, ha, thấy không? Đổ vào. Quý vị là sắc là 3 chén nước kẹo lại còn 1 chén lưng cả chừng 8 phân vậy đó. Chút gì cho nè, nó kẹo xuống ha, 3 chén. À, vậy thế nó kẹo xuống còn lại 1 chén vậy đó, là chén lưng lưng vậy đó. Rồi á, chúng ta mới lấy rượu nè, mình hòa vào rượu á là nửa ly á, tức là nửa là một chung á, chung rượu là nửa ly thấy. À, nửa ly uống rượu bình thường đó, nó khoảng chừng 3 cái nắp này thôi. À, mình hòa vào nhắm chừng ít vậy đó, là nửa cái ly uống rượu, tức là một chung rượu á. Khoảng 20-30 ml. Và dần vậy thôi, đó là rượu. Rồi á, mình chia làm 2 lần uống. À, sau bữa ăn á, là 30 phút. À, chúng ta uống nửa bát, nửa chén này. Rồi mình để trong cái bình thủy đó vào buổi chiều. Nếu nó có nguội á thì mình lên mình hâm lại chút xíu. Còn mình không hâm mình uống cũng được nữa. À, tức là nó không chưa có hư đâu. Sáng chiều á là chúng ta để trong cái bình thủy. À, thì là sáng uống á là nửa chén, chiều chúng ta uống nửa chén. Trong cái trường hợp á, cái bài này á là trị tiểu nhiều, tiểu không tự chủ, tiểu là do thận mình yếu, mình đi tiểu, và là tiểu liên tục. Có thể là tiểu gắt hoặc là không gắt. Và cái thứ hai nữa quý vị biết là đây là cái cây ngải cứu nè. Chúng ta sẽ kết hợp cái cây ngải cứu, cái rúng của mình á, mình cho người ta nằm lên, ngửa lên, lấy muối để đầy lỗ rúng, rồi lấy miếng gừng sống á, mình đắp lên cái lỗ rúng, cái mình đốt cái điếu thuốc cứu này lên, rồi mình hơ, ví dụ đây nè, cái mình hơ xung quanh lỗ rúng nè, nhớ là để muối bọt á đầy lỗ rúng, rồi để miếng gừng lên cắt mỏng mỏng đây nè, cái chúng ta để lên cái đạo đốt hơn lần nữa cây này nè, sáng lần, chiều lần, tức ngày một cây đó, hơ đây, hoặc lần phần ba cây cũng được, nói chung là phần ba tới nửa cây, hơ nóng quá dở lên, nóng quá dở lên, nóng quá dở lên. Và như vậy á thì chúng ta kết hợp giữa hai cái bài này, một bài thuốc uống và một bài thuốc hơ, đó là trị về là tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu không tự chủ, rồi là các cái chức năng về cái đường tiểu hoặc là thận yếu sanh ra tiểu đến người già đau lưng rồi đó, thì mình uống bài thuốc này là nó rất là công hiệu, và mình kết hợp với cái cây ngải cứu này mình hơ. Như vậy là chúc quý vị thành công trong cái bài thuốc này và sống an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bacon tea, Maha Bacon tea.